Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức một ngày mới an lành. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2018. Con đang ở tại lầu 4 của chùa Giác Ngộ 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10. Hôm nay quý vị vẫn khỏe chứ? Mỗi ngày được sống lớn lên bằng sự tưới tẩm những hạt giống thương yêu và hiểu biết trong người mình qua việc học Pháp, nghe Pháp và hành Pháp là một hạnh phúc của một kiếp người. Trước khi đến với mẫu chuyện, con thỉnh quý vị cho phép mình được thở một hơi thật sâu vào, lắng nghe hơi thở, lắng nghe cái tĩnh lặng của không gian, của sự hiện hữu và ý thức mình đang sống, và mỉm một nụ cười tươi ban cho mình cái tươi mát của đóa hoa hiện hữu ấy. Rồi, bây giờ kính mời quý vị lắng nghe mẫu chuyện nhé. Một mẫu chuyện thiền ngắn được kể như sau. Có một vị thiền sinh nọ học và muốn trở thành một vị thiền sư thì ít nhất phải trải qua 2 năm để được huấn luyện. 2 năm đã trôi qua và đi viếng một thiền sư khác tên là Na In. Trước khi vào cửa thì anh ấy bỏ cái dù và một đôi guốc đi trên đường trời mưa ở bên ngoài cái cửa của vị thiền sư. Bước vào, vị thiền sư hỏi: trước khi chúng ta đàm đạo, thầy cho tôi hỏi, lúc nãy thầy để cái dù bên trái hay bên phải đôi guốc, đôi dép? Vị thiền sinh lúng túng và biết rằng mình chưa có khả năng thực tập thiền trong mỗi phút giây và xin phép được ở lại 6 năm nữa để huấn luyện được trở thành một thiền sư thực thụ. Câu chuyện kết thúc ở đó. Và đây là ý nghĩa chúng ta có thể ứng dụng được. Ví dụ như hơi thở này, nếu chúng ta bóp mũi lại mà không thở bằng miệng thì chúng ta sẽ không thể sống nếu như chúng ta không thả cái tay ra. Hơi thở là sự sống, thiền là hơi thở, vậy thiền chính là sự sống. A bằng B, B bằng C thì A chính là C. Nếu mà thiền phải đóng 4 bức tường ngồi lại yên lặng thì nó chỉ mới có thiền một nửa, đó là quay về để sạc năng lượng lại mà thôi. Thiền đích thực chính là trong mỗi phút giây của đời sống, chúng ta đều an trú, bên ngoài thì không động được gọi là thiền, bên trong mà không loạn được gọi là định. Thiền định là ngoài trong không phản ứng với tám gió, hơn thua, được mất, vui buồn, đau khổ và hạnh phúc, cũng như khen chê của cuộc đời. Bởi vì ta biết nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, có gì phải vui, có gì phải buồn. Cho nên thiền chính là sự vững vàng, giống như một trụ cờ. Dù tám gió có đến đi liên tục, lá cờ có phật phất bay tứ hướng, nhưng lá cờ vẫn trụ trên cái thân vững vàng của chánh niệm tỉnh thức, là sự có mặt hiện hữu mà không phán xét, không lấy bỏ, không lựa chọn, cũng như không dính mắc, của một cái tâm vững vàng
là tự tánh, là bản lai diện mục của mình này. Nếu chưa được ở mức độ vững vàng với cuộc đời tám gió ấy, thì buộc mình phải rút vào bên trong ít nhất một khóa thiền 10 ngày, hoặc là phải nhập thất thời gian, hoặc là phải tránh xa những cái nhân duyên ở bên ngoài, tiền, tình, danh, lợi, con, cái, chợ, quán, sở hữu. Tất cả những cái nhân duyên nó khiến cho tâm của mình loạn động, và muốn thiền thì trước phải tách nó ra. Sau khi tách nó ra, bước thứ hai, mình nhận dạng ra trong người mình có một cái sự ý thức chánh niệm, tức là sự có mặt đơn thuần hiện hữu. Nó giống như ánh sáng của cái pin rọi lên cái nào thì ánh sáng biểu hiện lên cái đó. Mất cái đối tượng đó, ánh sáng pin không mất. Rọi đi cái đẹp như cái hoa, ánh sáng pin không vì thế đẹp lên. Rọi xuống đống rác, ánh sáng pin cũng không vì thế xấu xa thêm. Ánh sáng pin, bản chất nó không tốt cũng không xấu. Bản chất của cái tâm mình lẳng lặng, yên chiếu, tịnh thanh, nó không có phân biệt đến đi hay dở, tốt xấu, dơ sạch. Nó là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đối với vui nó cũng vậy, đối với buồn nó cũng vậy. Hãy phát hiện ra con người chân thật của mình ở bên trong cái thân, cái tâm và cái cảm thọ này. Mình có một thứ chân thật, đó là cái tịnh tánh ấy. Đó chính là cái tâm yên lặng này. Đó chính là sự sống tinh khôi của phút giây hiện tại, chứ đơn thuần sự hiện diện mà chưa có bất kỳ một con sóng suy nghĩ nào xuất hiện. Bước thứ hai chính là nhận ra cái đó. Mình có cái đó, và con người mới có cái đó. Bước thứ ba, ta bắt đầu duy trì cái năng lượng tĩnh lặng và chánh niệm ấy ở trong những cái hành động nhỏ nhất. Hơi thở là nhỏ nhất. Trong đời sống hàng ngày, ta có thể ngồi xuống trong 10 hơi thở thôi, bất kỳ lúc nào. Những cái mini meditation đó, những cái đoạn nhỏ của sự thực tập thiền mỗi ngày, ta chỉ cần ngồi xuống bất kỳ nơi đâu, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm. Hãy thực tập thử cái thiền kiểu này, là hít vào, bụng phồng lên, thở ra, xẹp xuống, đếm từ 1 đến 10, 10 hơi thôi. Và trong trọn vẹn 10 hơi ấy, chấm dứt. Rồi một lúc nào đó, trong 5-3 phút nữa, có một cơ hội, ta có thể 10 hơi tiếp. Nếu làm được như vậy, ta sẽ thấy khả năng quay về rất là nhanh và rất là mặn mà. Trong cái lúc quay về, ta biết chỉ có 10 hơi thở ấy. Đó cũng là lý do vì sao mà niệm Phật 1 đến 10 là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cực lạc đâu không biết, nhưng nếu anh có thể niệm từ 1 đến 10 mà anh để cái tâm bất loạn nhất như trong 10 hơi niệm ấy, là lập tức anh yên trú một cách an lạc vào trong khoảnh khắc hiện tại, thì mọi cái chướng ngại của buồn vui giận hờn, của người, của vật, của việc phải qua một bên. Vậy ở trong 10 cái hơi niệm Phật đó, cũng giống như 10 cái hơi vào ra một đó, nó sẽ hiện hữu một sự sống đơn thuần. Ở đó không có những con sóng của sự mệt mỏi, suy nghĩ. Thì còn lại là cái biển đại dương mênh mông, tĩnh lặng, thú vị vô cùng. Và mình chạm được ít nhiều cái gọi là cực lạc ở đây và bây giờ, hiện tại lạc trụ. Nếu mình là người bắt đầu thiền tập từ đầu tiên, thì những cái mini meditation như vậy, những cái khoảnh khắc ngắn ngắn, hít vào, thở ra 10 lần như vậy, hoặc hít vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật như vậy, 10 hơi hoặc 10 niệm, dừng lại. Để chi vậy? Để nó tạo cho mình một cái niềm vui tu tập, một cái sự an trú vào ở đây, một cái sự quay về và trọn vẹn, bằng hơn là ngồi một tiếng mà gồng mình để đạt được một cái gì đó tha thiết trong 10 ngày rồi lại bỏ quên đi, thì nó không bằng 10 niệm mà duy trì 15 phút làm một lần, hay nửa tiếng làm một lần, hay một tiếng làm một lần, hay cả một ngày làm 2-3 lần cũng được. Nếu
Hít vào thở ra 1 đến 10 mà thấy mình mát mẻ, mình có thể ngồi tiếp 1 phút, 2 phút, 3 phút. Đặc biệt những lúc mình có thể làm là trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy, trước khi ăn cơm, trước khi đi làm, trước khi ngồi xuống bắt đầu công việc, trước khi cầm cái vô lăng xe lái, trước lúc làm một cái gì đó, mình có thể cho mình 10 hơi. Điều đó nó làm cho mình trở về và bám sâu vào cơ thể bên trong của mình. Nó khiến cho mình có một sự vững vàng, và vừa bám sâu cái sự vững vàng bên trong, vừa đi ra thế giới bên ngoài. Mà mình rất an trú ở đây, mà mình vẫn sử dụng mình đi vào thế giới ngoài kia. Giống như một cái cây nó bám sâu dưới lòng đất mà nó vẫn tỏa ngát hương trên bầu trời xanh tốt. Dù bão tố cỡ nào nó không lo sợ, bởi vì cái sự bám trụ của nó dưới đồng lực đất sâu. Mình rất là dễ bị hất bay đi bởi những luồng gió của vui buồn khen chê, bởi vì mình không có khả năng bám trụ vào cơ thể bên trong của mình. Cho nên 10 hơi như thế, ở trong nhà vệ sinh cũng được. Cái mùi hôi trong nhà vệ sinh nó đỡ hôi hơn là cái mùi hôi vui buồn hay dở khen chê của cái tâm loạn động của mình bị tác động. Mùi hôi đó nó thật, dù nó hôi thật, nhưng cái mùi hôi đó nó không làm mình khổ. Nó chỉ là cái mùi hôi vật lý. Có thể đứng ở trong cầu thang máy, có thể ngồi xuống học, bất kỳ chỗ nào, 10 hơi ấy là một phép màu khiến người ta trở về rất nhanh chóng. Cái tuyệt chiêu thứ hai để mình thiền tập trong đời sống hàng ngày, đó là một cái câu thần chú nào đó. Ví dụ Hum Mani Padme Hum, Hum Mani Padme Hum, hoặc là câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là câu Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là câu Ta đã về, ta đã tới, bây giờ và ở đây, phút giây này ta an trú, ta đang được yêu thương, ta đang được bảo vệ, ta đang được bình yên, ta đang là hơi thở thật sâu, ta đang là hơi thở thật nhẹ. Bất kỳ một câu thần chú nào ta cũng có thể tự mình chế ra, và hãy bám trụ vào nó ít nhất 10 hơi, 10 lần vào và ra, an trú vào nó như là một cái trụ của lá cờ để bám vào đó. Chỉ cần một đoạn ngắn như vậy thôi, ta sẽ thấy được. Cái bí quyết thứ ba đó là hãy mở mắt nhìn. Ví dụ như tâm mình đang ngồi nó loạn, hoặc là mình đang suy nghĩ quá nhiều, hãy mở mắt nhìn một đối tượng. Chỉ đơn thuần nhìn thôi, ý thức là mình đang nhìn. Nhìn hết đối tượng này, nhìn qua đối tượng khác. Cái đối tượng là gì không quan trọng, quan trọng là phẩm chất của cái nhìn qua cái đối tượng đó. Đối tượng tốt hay xấu, nó chỉ là đối tượng. Hãy để đối tượng đơn thuần, đừng tham gia vào vở kịch của đối tượng. Chỉ đơn thuần ý thức được cái sự có mặt của mình và một đối tượng. Nhìn hãy sâu sắc, hãy thực thụ nhìn hết cái năng lượng sống từng tế bào hiện hữu vào đối tượng. Chừng khoảng một phút thôi, mình sẽ thấy được. Và mình cũng nhìn những cái đối tượng đó trong đầu mình là một câu chuyện, và những cái đối tượng đó ngoài kia là những hình hài, màu sắc, hình tượng. Và mình không phán xét những đối tượng ấy. Với cái nhìn như vậy, tâm của mình từ cái suy nghĩ nó sẽ bước ra ngoài, và nó có đối tượng để nó đánh bạc đi cái suy nghĩ ấy. Đó là một tuyệt chiêu thứ ba. Chiêu thứ bốn là lắng nghe. Lắng nghe một tiết nhạc thiền, hay lắng nghe một tiếng chuông.
hay lắng nghe một âm thanh của một tiếng chim, hay tiếng gió, hay tiếng róc rách của nước chảy, hay tiếng lá khua vào nhau, hay thậm chí một tiếng xe bíp còi, hay tiếng người nói, hay tiếng của con tim mình, từng tế bào mình, nhịp thở vào ra, nhịp điệu phòng xẹp của cái bụng. Sự sống là một điệu nhạc. Hãy lắng nghe, từ trong yên lặng một âm thanh xuất hiện và biến mất vĩnh viễn thiên thu vào trong yên lặng á. Lắng nghe chừng khoảng 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút thôi là sẽ thấy được tâm mình lập tức quay về với hiện tại. Cái tuyệt chiêu thứ 5 là quay lại mấu chuyện. Khi vị thiền sinh có bước vào trong cửa, nghĩ ở trong kia có vị thiền sư là người mình chuẩn bị gặp để đảnh lễ và học hỏi, và ấn chứng cho mình là một thiền sư để dạy. Khi mà mình bước vào cửa, tâm của mình ở đâu? Ở ngay trong phòng. Lụi bụi lật đật bỏ chiếc dép ra, cho nên mình không biết chiếc nào trước, chiếc nào sau, bỏ chân nào trước, nào sau. Trường hợp của vị thiền sinh đó cũng giống như vậy, không biết cái dù và đôi guốc bỏ bên nào trước, bởi vì tâm hướng hết cho bên trong phòng vị thiền sư đang đợi. Như vậy là thiền, tức là hãy để đôi dép xuống, và đôi dép đó cũng là một vị thiền sư. Yes. Hãy để cái dù xuống, và cái dù đó cũng một vị thiền sư. Hãy hít hơi này, hơi này cũng là một thiền sư, hơi thở ra cũng là một thiền sư. Mỗi phút giây là một thiền sư, để cho ta trọn vẹn đảnh lễ cái sự sống trong mỗi phút giây đó. Ta không bỏ phút giây này như là phương tiện để cho ta đạt được phút giây kế tiếp như là mục đích giác ngộ gì ở phía trước kia. Nếu mà gặp vị thiền sư cũng dạy cho ta là hãy trọn vẹn sống trong mỗi phút giây và ý thức rõ ràng đến mức độ cao nhất có thể. Chứ vị thiền sư đâu có thể giác ngộ giùm ta. Cho nên một chiếc lá rơi khoảnh khắc ấy là có 102 trên đời, vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị. Tại sao mình không thưởng thức cái đẹp của nó rơi? Một hơi thở độc nhất vô nhị, một hành động đưa cái tay rửa cái bát, một hành động giặt bộ đồ, một hành động quét cái nhà, một hành động bước bước chân, một hành động từ nhỏ đến lớn. Tại sao ta không 100% năng lượng đơn thuần là hành động mà phải suy nghĩ? Trong khi quét cái nhà thì tâm của mình thường hướng đến cái chỗ quét rồi. Ô, đẹp quá, một đoạn đường sân ta đã quét được, lá không còn nữa, thấy rất là sạch đẹp. Hoặc là ta nhìn về phía trước, wow, còn quá chừng, rộng quá, biết bao giờ sẽ xong đấy. Hai cái đó nó làm cho ta một vui quá với những gì thỏa mãn đã làm. Hoặc là chưa thì mình lại lo lắng vội vàng để đạt được. Đó là trạng thái bình thường, nhưng mà là bất thường của cái tâm đang vô minh và chưa có dụng công tu tập. Khi mà quét, hãy cầm vững vàng cái chổi trên tay, hãy cảm nhận được cái chổi nó đi qua đi lại, và hãy để cái tâm ngay chỗ cái lúc quét, không nhìn cái chỗ quét rồi và cái chỗ chưa quét. Đó là ý nghĩa của thiền. Bí mật của thiền chính là đơn thuần là hành động, không có người hành động, ta chỉ là người quan sát. Không có người quan sát, chỉ có sự quan sát. Đơn thuần quan sát tất cả những gì bên ngoài bằng tai nghe, lắng nghe. Có một sự yên lặng, bằng mắt thấy từng hình hài, màu sắc. Mọi thứ là một sự hiện hữu tinh khôi. Mọi thứ nó có một cái sự thiêng liêng của sự sống, và ta phải chạm được cái vô tướng ở phía sau hình tướng ấy. Mỗi một hành động, mỗi một cái nhìn, mỗi một cái nghe, mỗi ánh mắt, mỗi một nụ cười, nếu ta đơn thuần hiện diện trong đó, ta sẽ thấy được, ta sẽ chạm được sự sống ngoài suy nghĩ, có cái đẹp ở trong đó. Trong khi con đưa tay lên, con hạ tay xuống, con có thể làm điều đó trong hai cách. Một là tức là vừa làm mà vừa không cần để tâm vào, tức là thành thói quen, cái hành động đó nó không có cái đẹp ở trong đó. Mình thấy một người đi vội vàng dưới đường phố kia, hàng ngàn người đi qua lại, ta không có ý thức ta đang đi. Nếu có một người ngoài hành tinh vào, ta nghĩ rằng là người đang đi đâu một cách điên cuồng vậy. À, đi về phía trước, tương lai là đẹp nhất.
và con có thể đưa cái tay lên một cách nữa. Một cách ý thức cái tay này di chuyển. Một cách ý thức trong hành động thì nội dung của hành động là ánh sáng của cái ý thức ở trong nội dung đó, nó có một cái đẹp, nó có một cái sự tĩnh lặng, nó có một cái sự thông dong, nó có một cái vô ngôn bên ngoài hình tướng. Nếu làm được điều đó trong mỗi hành động, ta là một con người, nhưng bao nhiêu con người khác họ sẽ thấy ta giống như là một người thoát tục, một bậc linh thiêng. Thực ra ai cũng có khả năng làm được điều đó. Thì cái bí mật của thiền là rỗng không cái tâm ở trong mọi phút giây của đời sống. Nếu cần thì sử dụng cái suy nghĩ, nếu không quay về thực tại và chạm được mọi thứ ở đây và bây giờ với một cái tâm tinh khôi hoàn toàn mới mẻ, và sống trọn vẹn cái tâm mình ở trong mỗi phút giây đó để thưởng thức sự sống. Mà chỉ có một lần để sống, mỗi một lần là mỗi một phút giây. Hãy trọn vẹn phút giây đó và an trú vào nó. Nam mô Hân Hỷ Tạng Bồ Tát. Chúc quý vị một ngày an lành, an trú trong hiện tại. Sa thôi.